Tiểu thuyết dọc ba con người quan lạc Tác giả Nikos Kazantzaki Người dịch Dương Tường Người đọc Trân Châu Chương 5 Bô làng Alanyosti gửi lời chào đến các ông và mời các ông quá bổ tới tệ xá dùng bữa. Hôm nay gã thợ thiến về làng quảng lợn. Đây là dịp đặc biệt. Hạt ngọc quả là một thứ cao lương mỹ dị. Vợ lão Kiria Marulia sẽ đích thân nấu nướng món này hầu các vị. Hôm nay cũng là sinh nhật thằng cháu nội Minas. Nhị dị có thể nhân dịp này chúc mừng nó luôn thể. Vào nhà một nông dân đảo Crete là một điều rất thú vị. Mọi thứ xung quanh đều nhúm màu da trưởng, bếp sưởi, cây đèn dầu, những hũ đất xếp dọc theo vách, mấy cái ghế, một cái bàn và phía bên trái, theo chiều vào nhà, một bình nước mát đặt trong một hốc dách. Từ xa nhà, rủ xuống hàng dây, hạt lụ, hạt mọc qua và hạt các loại cây hương liệu ngải đắng, bạc hà, hồ tiêu đỏ, hương thảo và rau thơm. Đầu đằng kia phòng, một cái thang hay mấy bậc gỗ dẫn lên một cái bục có kê một cái giường mế. Bên trên là những tượng thanh trong ánh đèn thường trực. Nhà có vẻ trống toàn trống toàn, nhưng chưa đủ mọi thứ cần dùng. Vì thật ra những thứ nhu yếu thực sự của con người có là bao. Đó là một ngày đẹp trời lại rất dịu nhờ nắng thu. Chúng tôi ngồi trước nhà, trong mảnh giường nhỏ dưới một cây ô liu triểu quả thấp thoáng qua vòm lá bạc, biển lấp lánh đằng xa hoàn toàn tĩnh lặng. Những đám mây nhỏ mờ liên tục trôi ngang qua mặt trời, làm cho mặt đất lúc ảm đạm lúc tươi vui như thế đang thở dậy. Cuối mảnh giường nhỏ trong một khoảnh rào, con lợn bị thiên rống lên vì đau, đi cả tài, mùi nấu nướng của bà Kiraya Manuria trên thang bếp thoảng lên mũi chúng tôi. Chuyện trò chỉ xoay quanh những đầu đề muôn thở, cốc, nho, năng mưa. Chúng tôi cứ phải hét to vì ông lão nặng tay. Ông bảo tay ông kiêu kỳ. Cuộc đời của ông già đảo Crest này thắng băng và bình yên như đời một cây cây trong một khe núi khuất. Ông sinh ra lớn lên thành gia thất, sinh con đẻ cái và đủ thọ để thấy đàn cháu nội ngoại. Còn một số đã chết nhưng nhiều người còn sống. Việc nối giỏi tông đường được bảo đảm. Ông già đảo Crest này còn nhớ những ngày xa xưa, ách thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ những giao quân của cha, những phép lạ xảy ra trong thời kỳ ấy. Vì phụ nữ bây giờ còn biết sợ Thượng Đế và nặng lòng tín ngưỡng. Này, cứ xem lão đây, Bô làng Ananyosti, người đang nói chuyện với các ông đây. Ngay việc lão ra đời cũng là một phép lạ. Chà, thề trên linh hồn lão, đúng là một phép lạ. Khi lão kể cho các vị nghe chuyện ấy xảy ra như thế nào, các vị sẽ phải kinh ngạc, các vị sẽ thấy thốt ra. Cầu Chúa thương xót chúng con, và đến tu viện Đức Bà Mary Đồng Trinh để thắp đến lễ người. Ông làm dâu thanh gia và bắt đầu dư dàng kế chuyện, giọng nhỏ nhẹ. Hồi ấy ở làng chúng tôi, có một mũ nhà giàu người Thổ Nhĩ Kỳ, cầu trời đài linh hồn mũ xuân địa ngục đời đời. Một hôm mũ khốn khí thủ thai và rồi đến kỵ mũ ở cử. Người ta đặt mũ lên giường và mũ cứ nằm đó kêu như bò rống suốt ba ngày đêm mà không đé được. Cho nên một người bạn của mũ, trời đài cả mũ này nữa, bạn khuyên mụ này như sau. Tạp sơ Hanum, chỉ nên cầu xin mẹ Mary cứu giúp. Dân thổ gọi đức bà đồng trinh là thay mà. Lớn thai quyền năng của người. Để làm gì? Cái mũ điếm Stafford rống lên. Cậu xin bà ta ơi, tôi thà chết còn hơn. Nhưng cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua. Mụ dân rống lên và vẫn không đẻ được làm thế nào đây mụ không đủ sức chịu đau lâu hơn nữa thế là mụ lây hết sức gạo lên mẹ marie mẹ marie nhưng vô ích cơn đau vẫn không dứt và cái thai vẫn không chịu ra và mụ bản thân bèn báo có lẽ người không hiểu tiếng thổ thế là mụ điếm nọ lại gào trinh nữ của dân rumi trinh nữ của dân rumi rumi cái mã cha nó cơn đau càng tăng chị gọi không đúng cách mụ bạn đây, chị không gọi đúng cách gì thế nên người không đến thế là mũ điếm vô đạo ý thay chết đến đích bàn gào đến dở phổi nữ thánh đồng trinh và lập tức đứa bé chùi từ tử cung mũ ra như con lương toài ra khỏi bồn chuyện đó xảy ra vào một ngày chủ nhật và chủ nhật sau đến lượt mẹ tôi lên cơn đau bà cũng phải chịu đau đớn như vậy tội nghiệp bà mẹ khôn khổ của tôi bà cũng trải qua nông nỗi ấy và bà la thét nữ thánh đồng trinh nữ thánh đồng trinh nhưng vẫn không sao đẻ được Cha tôi ngồi bờ xuống đất ngay giữa sân, không ăn uống gì được vì thương vợ đau. Ông bất mãn với nữ thanh đồng trinh. Các vị thay đây, lần trước khi cái con đỉ Staffer lên tiếng gọi, nữ thanh đồng trinh đã cấm đầu cấm cổ chạy đến giải thoát cho nó. Thế mà bây giờ, đến ngày thứ tư, cha tôi không tự kiềm chế được nữa. Không do dự một giây, ông xách chiếc chĩa đi thẳng lên tu viện nữ thanh đồng trinh khổ nạn. Cầu xin người cứu giúp chúng ta, Ông tôi đó bước vào nhà thờ không buồn làm dấu thánh giá gì đang tức điên lên. Ông đóng cửa cài then lại sau lưng và tiến thẳng đến tựa người. Hỡi nữ thánh động trinh ông quát lên. Vợ tôi, Crino, bà biết cô ấy chứ? Bà ác phải biết chứ? Thứ bảy nào cô ấy chả mang dầu đến cho bà và thắp đèn lấy bà. Đây, vợ tôi đau đẻ suốt ba ngày đêm nay và kêu cầu bà hoài. mà không nghe thấy sao? Nếu bà không nghe thấy thì chắc bà điếc đặt rồi. Dĩ nhiên nếu đó là một con đỉ xa phơ nào đó hoặc là một con điếm thổ như kỳ thì bà đã cấm cổ chạy đến rồi đấy. Nhưng vợ tôi cười nhô, là một tín đồ thiên chúa giáo nên bà giả điếc làm ngơ. Bà phải biết nếu bà không phải là nữ thánh đồng trinh thì tôi đã cho bà một bài học bằng can cái chĩa cỏ này rồi. Và không làm ầm ĩ gì thêm cũng chẳng thèm cúi đầu khấn lại. Cha tôi quay lưng toan bỏ đi. Nhưng chua mới dí đại làm sao. Đúng lúc ấy tượng thánh muốn kêu răng rắc như thể muốn nước toát ra. Nếu các vị chưa nghe nói thì xin thưa rằng khi nào tưởng thách kêu như vậy là đang ban phép lạ đây. Cha tôi hiểu ngay lập tức. Ông liền quay lại quỳ xuống và làm dấu thánh giá. Con đã mắc tội với người nữ thánh đồng trinh. Ông kêu lên, con đã nói nhiều điều quá đáng nhưng xin người đại xá. Cha tôi vừa về đến làng là được báo tin mừng ngay. Cậu cho thằng bé xong lâu, ông Costandy, vợ ông sinh con trai rồi đó. Ấy là tôi và Anna Nyusti đây nhưng tôi sinh ra đã ngẩn ngãn các vị thay đây cha tôi đã bán bổ mà ông bảo đức bà đồng trinh biết à thế hử chặt đức bà đồng trinh nói thế được đợi đây ta sẽ làm cho con trai ngươi điếc để dạy cho ngươi chừa cái tội bán bổ và dạ, già dạ, anna Yusti làm dốt thánh giá thế hey, nhưng cũng chẳng sao ông nói đội ơn chua, đức mẹ có thể đã làm cho tôi mù hoặc thành thằng ngay gù lưng hoặc thậm chí xin thưởng đế tha cho làm phúc Đức mẹ có thể đã biến tôi thành con gái, đĩa cũng chẳng sao, vẫn khấn đầu tạ ơn thánh máu. Ông rót rượu đầy các ly, xin đức mẹ cứu trợ chúng ta dài lâu. Ông nâng ly nói, chúc sức khỏe của bác, bác Anna chúc bác sống lâu trăm tuổi để nhìn thấy đầy đàn chắc chút chích. Ông già nóc một hơi cạn ly rượu nho và chùi ria. Không đâu con à, ông nói, thế là đòi hỏi quá mức, Lão đã được nhìn thấy các cháu nội ngoại, thế là đủ rồi, không nên đòi hỏi quá mức. Lão đã hết thời rồi, lão già rồi các bạn à. Thân lão cạn kiệt, lão không thể lực bất tòng tâm mà. Lão không thể gieo giống cho ra đời thêm những tia nhau nữa. Vậy thì ta còn sống để làm gì? Ông lại rót đầy các ly, rút ở thắt lưng ra mấy quả hậu đào và vả khô gói trong lá nguyệt quế. Chia cho chúng tôi, tất cả những gì lão có, lão đã cho con cái. Ông nói, gia cảnh lão đã trở nên nghèo túng phái nghèo túng nhưng lão đâu có phàn nàn thượng đê có mọi thứ cần thiết thượng đê có thể có mọi thứ cần thiết thưa bác anna giọt ba hét vào tay ông già thượng đê có chứ chúng ta đâu có lão già keo kiệt cái trắng cho chúng ta cái gì sốt nhưng vị bô làng cao mài đừng nói thế ông nghiêm khắc chỉnh đừng trách cứ người tội nghiệp người cũng trông cậy vào chúng ta chú cũng biết đây Vừa lúc đó, cụ bà Ananyosti lặng lẽ bước vào, cung cúc bưng món cao lương mỹ dị trư danh đựng trong một chiếc dĩa sành cùng với một hũ rượu nho lớn và đặt cả lên bàn và đứng đó chắp tay mắt cục xuống. Tôi cảm thấy ngại ngại không muốn thưởng thức món khai vị này. Nhưng mặt khác, tôi không đủ can đảm để khước từ. Giọt bà liếc mắt quan sát tôi và có vẻ khoai sự lung tung của tôi. Đây là món ngon nhất xem có thể mơ ước. Lão khẳng định, đừng có kho tin. Và Ananyosti cười khẽ, đó là sự thật, đúng vậy đây. Ông thử xem rồi sẽ thấy, cho vào miệng là cứ tan ra ngay. Khi Hoàng tử Giọt cầu trời phù hộ Ngài đến thăm tu diễn của chúng tôi ở tận trên núi kia, các tu sĩ chuẩn bị một bữa tiệc vương giả đón Ngài. Họ dọn thịt mời tất cả mọi người. Riêng Hoàng Tử chỉ có một đĩa súp. Hoàng Tử cầm thiều khuấy súp. Cái gì đây đậu à? Ngài ngạc nhiên hỏi, có phải hạt đậu trắng không? Xin điện hạ nếm thử coi, vị cha già tu diễn trưởng thừa. Điện hạ nêm thử rồi ta sẽ nói chuyện sau. Hoàng tử hút một thìa, hai thìa, ba thìa, chén cạn đĩa rồi liếm môi. Cái món tuyệt diệu này là gì vậy? Ngài hỏi, đậu gì mà ngon thế? Ngon như ốc lợn vậy? Trình điện hạ, đó không phải là đậu. Cha tu diễn trưởng cười đáp, không phải là đậu. Chúng tôi đã thiên tất cả gà trống trong vùng để nấu món đó. Ông già cười ha hả, lấy đĩa xuyên một miếng nữa. Một món tiên vua, ông nói, há mộng ra tôi há miệng và ông đúc tọt miếng cổ quý ấy Ông lại rót rượu đầy các ly và chúng tôi uống chúc mừng cháu ông. Mắt ông già lấp lánh, bác muốn cháu nổi bác sau này sẽ làm gì bác Anna Tôi hỏi, xin bác cho biết để chúng tôi chúc. Lão có thể cầu ước gì được hả con? Ồ, mong rằng nó theo con đường đúng, trở thành một người tốt, đứng đầu một gia đình. Mong rằng nó cũng lấy vợ sinh con sinh cháu. Và cầu cho một đứa trong lũ của con nó giống lão Để lớp người già phải thốt lên Kìa nó nó giống lão Ananyoshi không kìa chứ Cầu chúa cho linh hồn lão hiển thánh Bình sinh lão thật là một con người nhân hậu Marulia ông gọi không buồn nhìn vợ Marulia thêm rượu đầy một hổ nữa Đang lúc đó cánh cửa mây của khoang rào Bị con lợn hút thật mạnh Bật tung ra và nó sống ra giường rống ầm ĩ Tội nghiệp con vợ nó đau Giọt bà chép miệng thương hại, cố nhiên là nó đào. Ông già đảo quét cười nói, giá dụ họ làm chu thế, chủ có đau không? Giọt ba bỏ quay trên ghế, phí thui cái lưỡi bác, ông già điếc lòi tổng nhỉ. Giọt ba khiếp hải lầm bầm. Con lợn chạy quanh trước mặt chúng tôi, mắt nhìn trừng trừng giận dữ. Mặt chắc nó biết chúng ta đang ăn dai nó. Và Anna Yossi nói, bốc lên vì mấy ly sụ vừa uống cạn. Còn chúng tôi tựa lỗ ăn thịt người, chúng tôi bình tĩnh và thỏa mãn tiếp tục ăn món cao lương mỹ dị và uống rượu gian đó. Đồng thời phóng mắt qua những cành ô liu bạc trắng, nhìn ra biển đã nhuộm hồng trong ánh dương tà. Sẩm tối, chúng tôi rời nhà ông già. Giọt ba lúc này cũng cao hức muốn nói chuyện cho đã. Hôm kia mình nói chuyện gì sếp hả? Sếp bảo uh, sếp muốn mở mắt cho mọi người. Được thôi, sếp cứ thử đi mà mở mắt cho bác già Ananyosti xem. Sao ta thấy bà vợ lão phải cung kính trước mặt lão như thế nào chờ lĩnh lão như con chó xin ăn đó cứ thử đi dạy họ rằng phụ nữ có các quyền bình đẳng với nam giới rằng xéo miếng thịt một con lợn mà ăn trong khi nó đang còn sống rên xiết trước mặt mình là tàn ác rằng tạ ơn thượng đế vì thượng đế có đủ mọi thứ trong khi mình sắp chết đói là điên rồ loạn trí thử hỏi cái lão quỷ già ananyosti đang thường sẽ rút rượt lợi lộc gì từ những lời giải trình bị bóng của sếp Sếp sẽ chỉ gây cho lão một lô những băn khoăn lo phiền thôi. Và bà lão Ananyoshi tội nghiệp được lợi lộc gì? Mỡ đã đổ vào cháo rồi, còn làm sao thay đổi được? Gia đình sẽ bắt đầu lột đột. Gà mái muốn giành ngôi gà trống, hai bên sẽ mổ nhau tơi bời, lóng bay loạn xả. Cứ để mọi người yên, sếp ạ. À. Đừng mở mắt cho họ làm gì. Và giả sử sếp làm được điều đó, họ sẽ nhìn thấy gì? Thay sự khốn cùng của họ. Cứ để họ nhắm sếp ạ. À và để cho họ tiếp tục mơ màng lão im lặng một lúc và gãy đầu lão đang ngẫm nghĩ trừ phi cuối cùng lão nói trừ phi trừ phi làm sao nói nghe nào trừ phi họ mở mắt thì sếp có thể chỉ cho họ một thế giới tốt đẹp hơn cái bóng tối trong đó họ đang quanh quẩn sếp có thể làm thế được không tôi không biết trả lời ra sao tôi hoàn toàn ý thức được cái gì cần được triệt phá nhưng tôi không biết cái gì sẽ được xây từ đổ nát ấy theo tôi không ai có thể biết chắc điều đó thế giới cũ là sờ mó được vững chãi chúng ta đang sống trong lòng nó và đang đấu tranh với nó từng giây từng phút nó tồn tại thế giới của tương lai chưa ra đời nó chuỗi đi như nước không nắm được nó được cấu tạo bởi cái thứ ánh sáng thường dệt nên những giấc mơ nó là một đám mây bị xô đẩy bởi những cơn gió mạnh yêu thương căm ghét tưởng tượng mai rủi thượng đế nhà tiên tri vĩ đại nhất trên trái đất chỉ có thể ban cho con người một khẩu hiệu thôi không hơn và khẩu hiệu càng mơ hồ bao nhiêu, nhà tiên tri càng vĩ đại bấy nhiêu. Giọt ba nhìn tôi với một nụ cười nhạo làm tôi phật ý. Tôi có thể chỉ cho họ một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi đáp, thật ư, ừ, tổ xếp nói nghe nào. Tôi không thể nói được mà không hiểu đâu. Có nghĩa là theo chẳng có thể chỉ ra được một thế giới nào hết. Giọt ba lắc đầu nói, đừng có coi tôi là một thằng ngốc, xe à. Nếu có ai đã báo với sếp rằng tôi là một thằng ngu thì người đó làm Tôi có thể chẳng có học vấn gì hơn lão Ananyoshi, nhưng còn lâu tôi mới đận độn. Ờ, nếu tôi mà toàn không hiểu, thì lẽ xếp trong mong gì ở cái lão đang thương ấy và mụ vợ dốt đặt căng mai của lão? Và còn tất cả các lão Ananyoshi khác trên thế giới, phải chăng sẽ chỉ tổ làm cho họ thay tâm tối hơn? Cho đến nay họ đã xoay sở được kha khá, họ có con cái, thậm chí có cả cháu nội cháu ngoại. Thượng đế làm cho họ vừa mù vừa điếc, thế mà họ vẫn nói, tạ ơn Thượng Đế, họ cảm thấy thoải mái trong sự khôn cùng của mình. Vậy hãy cứ để mặt họ và đừng có nói gì. Tôi lặng thinh, chúng tôi đang đi qua trước giường mũ quá. Giọt ba dừng lại một lát và thở dài nhưng không nói gì. Chắc băng nãy vừa có trận mưa rào, có một mùi đất ẩm mát rưỡi trong không khí, những ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Trăng non ngời ngời một dần sáng mơn mởn và xanh, bầu trời tràn đầy dịu êm con người này không hề cấp sách đến trường, tôi nghĩ thầm. Và đầu óc lão không bị làm hỏng, lão đã trải qua mọi chuyện đời, đủ dành đủ dẻ, tâm trí lão mở rộng và trái tim lão lớn lên mà không mất đi mãi mai tính táo bạo ban sơ. Tất cả những vấn đề ta thấy là phức tạp và không thể giải quyết được, lão xử trí đánh xoẹt như lia một nhát gươm kiểu đại đế Alexander chém phăng cái nút của vua Gordius. Thật khó mà khiến lão trật đích, bởi lẽ hai chân lão trụ vững vàng trên mặt đất bằng trọng lượng của cả thân hình. Những người mong mũi ở châu Phi thờ rắn vì toàn thân nó tiếp xúc với mặt đất và do đó hắn nó biết tất cả những bí ẩn của trái đất thông qua bụng, đuôi và đầu nó. Nó luôn luôn tiếp xúc hoặc hòa làm một với mẹ đất. Giọt ba cũng vậy, còn chúng ta, những người có học vấn chỉ là những con chim đầu óc rỗng tuếch bay trên không. Trên trời, sao mỗi lúc một đông bội lên, tất cả đều gai gắt hung dữ khinh mạng và tàn nhẫn đối với con người chúng tôi không nói gì nữa cả hai cùng kinh hãi nhìn trời đăm đăm mỗi giây đều thấy những ngôi sao mới bật sáng ở đằng đông mở rộng theo đám cháy chúng tôi về tới lều chẳng muốn ăn uống gì nữa tôi ngồi xuống một tảng đá bên bờ biển dọc ba nhóm lửa ăn rồi định tới ngồi cạnh tôi xong đổi ý nằm dài trên nệm và quay ra ngủ biển lặng tờ dưới hàng chùm sao xa mặt đất cũng nằm bất động và im ắng không một tiếng cho sủi không một tiếng chim đêm kêu một tĩnh lặng hoàn toàn thầm lén nguy hiểm tạo thành bởi hàng ngàn tiếng kêu xa tích hoặc từ thẳm sâu trong ta đến nỗi ta không sao nghe thấy được tôi chỉ nhận thấy mạch đập của máu rần rật hai bên thái dương và trong những tĩnh mạch cổ hổ ca tôi nghĩ thầm và rùng mình ở Ấn Độ vào lúc đêm xuống, một bài hát buồn đơn điệu cất lên bằng một giọng nhỏ nhẹ, một bài hát chầm chậm mang giải như tiếng ngáp xa xa của một con thu dữ gọi là hổ ca. Tâm hồn con người sao xuyến tìm một lối thoát trong nỗi chờ đợi căng thẳng. Trong khi nghĩ đến bài ca dễ sợ ấy, khoảng trống trong lòng ngực tôi dần dần được lấp đầy. Tai tôi hồi tỉnh, im lặng trở thành tiếng thét, Y như thể chính linh hồn được cấu tạo bằng bài cái và đang thoát ra ngoài thể xác để lắng nghe. Tôi cui xuống, lấy tay dốc nước biển giả vào trán và hai thái dương. Tôi cảm thấy tươi tỉnh lại, tận thấm cùng con người tôi, những tiếng kêu dội dàng, hâm dọa, hỗn độn ngôn nóng. Con hổ đang ở trong tôi và đang gầm thét. Thình lình tôi nghe rành rọt một giọng nói, đó là giọng nói của Đức Phật. Tôi bắt đầu bước rảo dọc theo mép nước như muốn chạy trốn. Thời gian gần đây, những lúc đơn độc trong đêm và im lặng bao trùm, tôi thường nghe thay tiếng người, thoạt đầu buồn bã than giảng như một khúc điêu ca, rồi trở nên giận dữ, quở trách và như ra lĩnh, nó dùng giấy trong lòng ngực tôi như cái thai nhi đến lúc rời khỏi tử cung. Hẳn đã đinh nửa đêm, mây đen cũng lại trên bầu trời, mây giọt mưa lớn rơi trên tay tôi. Nhưng tôi không buồn để ý, tôi ngập chìm trong một không khí nóng bóng, Tôi cảm thấy như có một ngọn lửa bọc bùng ở cả hai bên Thái Dương. Đã đến lúc rồi, tôi rùng mình nghĩ thầm, bánh xe Phật giáo đang cuốn tôi đi. Đã đến lúc tôi phải tự giải phóng khỏi cái gánh nặng thần kỳ này. Tôi vội quay về liều và thắp đèn lên. Khi ánh sáng rọi lên bọt sọt qua, mỹ mặt lão chớp chớp rồi mở ra nhìn tôi cúi tên tập giấy, bắt đầu viết, lão lầu bầu điều gì tôi không nghe ra. Quay phát mặt vào dách rồi lại ngủ thiếp đi. Tôi viết lia lịa hối hả, chuyện đức phật đã sắp sẵn đâu vào đó trong tôi và tôi có thể thấy nó tuôn ra từ ốc tôi như một dải ruy băng xanh đầy ký hiệu biểu tượng nó tuôn ra rất nhanh và tôi cố sống cố chết ghi cho kịp tự nhiên tất cả trở nên đơn giản rất đơn giản mà đâu phải tôi viết tôi chỉ chép lại thôi cả một thế giới đang hiện ra trước mắt tôi tạo nên bởi tình thương hỷ xả và hư không những lâu đài của đức phật những cung tần mỹ nữ cổ xe bằng vàng và cuộc gặp gỡ tiền định với lão bệnh tử cuộc bỏ trốn cuộc sống khổ hạnh cuộc giải thoát lời phát thể cứu đổ chúng sinh mặt đất đầy hoa vàng hành khất và vua đều mặc áo dài màu nghệ đá cây cối và xác thịt trở nên lân lân linh hồn thành hơi hơi thành tinh thần và tinh thần thành hư không tay tôi đắp đầu mỏi nhưng tôi không muốn không thể ngừng nghỉ những hình ảnh dung dúc qua và biến mất Tôi phải sáng theo cho kịp Sáng ra, giọt ba thay tôi ngủ Gối lên chồng bản thảo